Xin chào tất cả các bạn, mình là Thu Hường đến từ trường dạy nghề Thanh Xuân. Học nghề sửa chữa xe máy sẽ được học những gì? Như các bạn đã biết, xe máy là một trong những phương tiện tham gia giao thông chủ yếu tại Việt Nam. Mỗi gia đình thì hầu như có từ 1 đến 2 chiếc xe máy, nên là học nghề sửa chữa xe máy thì sẽ không bao giờ lo thất nghiệp. Bởi vì theo thống kê của các trường dạy nghề thì tỷ lệ mà các bạn theo học nghề sửa chữa xe máy thì không có trường hợp nào là bỏ học cả. Mà học nghề sửa chữa xe máy ra thì chắc chắn là các bạn sẽ có cái cơ hội làm chủ rất là cao. Và hiện nay thì các bạn trẻ đang theo học nghề sửa chữa xe máy rất là nhiều và đang có nhu cầu rất là cao. Và ngày hôm nay thì chị Hường thể theo yêu cầu của các bạn và chị Hường sẽ dẫn các bạn vào để tham quan cũng như là trò chuyện cùng với lại các bạn học viên của lớp sửa chữa xe máy tại trường dạy nghề Thanh Xuân, xem là học nghề sửa chữa xe máy sẽ được học những gì các bạn nhé. Và bây giờ thì xin mời các bạn cùng chị Hường đi vào trong lớp sửa chữa xe máy. Xin mời các bạn. Thì hiện nay đang làm ở phòng tư vấn tuyển sinh và đào tạo của trường dạy nghề Thanh Xuân, và chị Hường đã nhận được rất là nhiều các câu hỏi và ý kiến của các bạn là học nghề sửa chữa xe máy có khó không, và học nghề sửa chữa xe máy thì học trong thời gian là bao lâu, và học nghề sửa chữa xe máy xong thì ra trường nhà trường có giới thiệu việc làm hay không, và trong cái chương trình đào tạo nghề sửa chữa xe máy thì các bạn sẽ được học sửa chữa những cái gì. Và bây giờ thì chị Hường sẽ mời các bạn cùng với lại chị Hường đi vào để tham quan lớp sửa chữa xe máy. Đây giới thiệu với các bạn, đây chính là lớp sửa chữa xe máy 1 của trường dạy nghề Thanh Xuân. Hiện nay thì trường của chúng ta đang có rất là nhiều các cái lớp học và sửa chữa xe máy khác nhau. Nhưng mà tiện ở ngoài sân thì bước vào đây thì chị Hường sẽ dẫn các bạn vào cái lớp sửa chữa xe máy 1 để chúng ta sẽ giao lưu và trò chuyện cùng các bạn. Với cái chương trình đào tạo nghề sửa chữa xe máy tại trường dạy nghề Thanh Xuân thì như các bạn đã biết là ở đây chúng ta sẽ được học chia theo tốp, theo nhóm. Mỗi một bạn vào đây thì các bạn sẽ được học trong một cái nhóm của các bạn, nào ví dụ như từ một nhóm học ở đây sẽ từ 10 đến 15 bạn để giáo viên sẽ dễ cầm tay chỉ việc cho các bạn. Và trong cái chương trình đào tạo về nghề sửa chữa xe máy thì các bạn sẽ được học chuyên sửa chữa về xe ga, xe số và xe phân khối lớn, đó là ba cái mục chính để các bạn học. Và cái chương trình học ở đây là chúng ta sẽ học theo hình thức là cuốn chiếu, học phần nào là xong phần đó. Và đây này, các bạn nhìn thấy đây là chính là một nhóm các bạn nhé. Giới thiệu với các bạn đây chính là một nhóm. Chị Hường thì cũng không am hiểu nhiều về xe máy lắm đâu. Nhưng mà như các bạn nhìn thấy thì chắc chắn là các bạn ấy đang cân vành rồi. Đây là đang cân vành rồi. Đấy, bởi vì học ở đây chúng ta sẽ được học từ cơ bản đến chuyên sâu. Học kể cả là vá xăm, vá lốp, cân vành, bổ máy, phần điện. Tất cả chúng ta sẽ được học hết. Và bây giờ thì chúng ta sẽ điểm danh để chúng ta sẽ hỏi một bạn đi. Bạn ơi lại đây gần với mình nào. Hỏi một bạn này đi. Bây giờ chúng ta đang đứng ở trong một cái nhóm học của cái lớp sửa chữa xe máy. Các bạn học viên của chúng ta chắc chắn là đang cân vành rồi đúng không ạ? Chúng ta nhìn thế này là chúng ta biết là các bạn đang cân vành. Nhưng mà để biết chi tiết hơn về cái chương trình học ở đây cũng như là các bạn đã học được những cái gì thì chúng ta sẽ phải giao lưu trực tiếp cùng với lại một số bạn học viên đến từ cái nhóm này, xem các bạn có cái cảm nghĩ như thế nào khi mà theo học tại trường dạy nghề Thanh Xuân nhé. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi một bạn nhỏ nhất ở đây xem nào. Bạn nào nhỏ nhất nhỉ? Đây, có bạn này nhỏ nhất. Mình sẽ hỏi bạn này, cho chị nhờ chút nào. Xin chào tất cả các bạn nhá. Xin chào bạn. Bạn có thể hiện nay thì đang có rất là nhiều người đang có nhu cầu đi học nghề sửa chữa xe máy, nhưng mà không biết là học nghề sửa chữa xe máy ở đâu và học nghề sửa chữa xe máy thì được học những gì ấy. Thì em có thể cho chị hỏi một chút. Trước tiên chị hỏi, trước khi mà đi vào câu hỏi thì cho chị hỏi về bản thân của em một chút. Em tên là gì, đến từ đâu? Em tên là Trịnh Công Sơn, đến từ Đắk Lắk ạ. Em đến từ Đắk Lắk ạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Năm nay em 18 tuổi ạ. Sơn cho chị hỏi là ở trong Đắk Lắk thì đang ra ngoài Hà Nội thì cũng rất là xa, một cái đường xá rất là xa xôi, mà ở trong đó thì cũng có trường để học ấy. Tại sao lại không học ở trong đó mà lại đi ra ngoài Hà Nội học? Em có tìm hiểu ở trên mạng kỹ rồi nên là em về đây em học. Khi mà về đây học thì em học từ tháng mấy rồi nhỉ? Em học từ tháng 5 ạ. Tháng 5 à? Và từ tháng 5 đến giờ thì em đã được học những cái gì rồi? Học nghề sửa chữa xe máy thì em được học những gì? Dạ, em học từ các phần xe số, em học gần trong xe số, giờ còn xe ga. Có nghĩa là ở đây chúng ta sẽ học theo hình thức là cuốn chiếu, học phần nào là xong phần đấy. Thì em học phần xe số xong thì chúng ta phải chuyển sang xe ga. Và ngày hôm nay là chúng ta sẽ cân vành đúng không? Thì qua cái chị muốn em chia sẻ với tất cả các bạn, bởi vì trẻ hiện nay vì các bạn đang có nhu cầu đi học nghề sửa chữa xe máy. Thì em cho chị hỏi là học nghề sửa chữa xe máy có khó không? Dạ, học cũng nói đúng không khó không dễ.
do mình cả rồi. Thế đi học nghề sửa chữa xe máy này là ai định hướng cho em hay là em đam mê? Dạ nói chung là ba mẹ không có rồi em cũng đam mê nữa nên là. Thế em xác định gì về cái nghề sửa chữa xe máy này? Nói chung làm xe máy kiếm ra tiền và có cái cơ hội làm chủ cao đúng không? Thế thì cho chị hỏi là trước khi đi học nghề sửa chữa xe máy này thì đã sơn đã đi làm cái gì hoặc là đi học cái gì rồi? Đã, em trước em đi làm xong rồi về em học sửa máy. Thì trong cái thời gian mà theo học ở đây thì có làm em hài lòng hoặc là thất vọng gì không? Đã, vâng, nói chung là em hài lòng, thầy ở đây chị dạy nhiệt tình. Em học ở đây là em được học 1 ca trên 1 ngày hay là 2 ca trên 1 ngày? Em học cả sáng cả chiều. Học cả sáng cả chiều. Thế thì học ở đây là mình sẽ học thực hành nhiều hay lý thuyết nhiều? Lý thuyết một phần còn thực hành là chủ yếu. Thế thì khi mà em đã vào đây là em đã được nhà trường tư vấn cũng như là giáo viên đã thông báo cho em là trong cái chương trình học nghề sửa chữa xe máy em được học những gì? Học sửa chữa xe ga, xe gì nữa? Xe số với xe gì? Xe số với xe ga. Thì bây giờ với là học xong sửa chữa xe số, khi mà học sửa chữa xe số này thì em có thấy nó khó? Xe số thì nó cũng học xong rồi thấy nó đơn giản thì. Bây giờ mà đưa xe cho em một cái xe số cho em mà em đã phán đoán được ban bệnh và em có tự sửa được chưa? Khi mà không cần phải sự trợ giúp của các bạn cũng như là của thầy giáo. Được ạ. Thế là tốt rồi đấy. Và cái định hướng cho tương lai của em là như thế nào? Sau khi mà học xong thì em có định hướng gì cho tương lai của mình? Học xong thì chắc em về mở tiệm cho riêng bản thân mình. Quá là tuyệt vời luôn. Chị cảm ơn em đã trả lời những câu hỏi vừa rồi của chị. Và chị chúc em thành công trên con đường em đã chọn nhé. Cảm ơn em. Nhìn thấy không ạ, một lớp nhỏ, lớp học nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà rất là nhiều các bạn học viên mặc đồng phục màu xanh của trường dạy nghề Thanh Xuân. Các bạn với cái tinh thần học tập rất là hăng say, đi học đầy đủ cũng như là mặc đồng phục và chấp hành mọi nội quy của nhà trường. Bởi vì là khi mà các bạn vào, các bạn được tư vấn thì các bạn, nhà trường đã quán triệt với các bạn là khi các bạn vào đi học, các bạn cứ chăm chỉ chịu khó học thì nhà trường sẽ đảm bảo tay nghề cho các bạn sau khi ra trường. Sau khi học hết 6 tháng tại trường dạy nghề Thanh Xuân mà tay nghề của các bạn chưa vững thì các bạn sẽ được đăng ký học lại miễn phí những phần chưa hiểu. Chính vì vậy mà các bạn học sinh ở trường của chúng ta ấy, các bạn rất là chăm chỉ và chịu khó. Với cái chương trình học nghề sửa chữa xe máy ở đây ấy, thì như chị Hường đã nói là các bạn sẽ được học thực hành chiếm từ 70 đến 80% tổng thời gian khóa học. Và giáo viên sẽ cầm tay chỉ việc cho các bạn, nên là chúng ta học đến đâu sẽ hiểu sâu đến đó. Và giới thiệu với các bạn, đây chính là giáo viên. Khi mà các bạn học viên ở đây các bạn học thì giáo viên của chúng ta cũng không thể là ngồi yên được, mà giáo viên sẽ phải là người hướng dẫn, cầm tay chỉ việc cho các bạn, phải là người sát cánh bên các bạn. Chính phải như thế thì sau 6 tháng các bạn mới có thể đủ điều kiện ra, các bạn mở được cửa hàng để làm. Bởi vì là có rất là nhiều các bậc phụ huynh cũng như là các bạn học viên sẽ nói rằng là với cái thời gian 6 tháng ra trường thì làm sao được, sau 6 tháng ra trường làm sao để mở được cửa hàng. Nhưng mà khi mà dẫn các bạn vào lớp thì các bạn phải nhìn thấy rằng là với cái chương trình học tập hăng say như thế này, và các bạn được học 2 ca trên ngày và học chủ yếu là thực hành, và đủ các dòng xe cho các bạn thực hành là xe sống và xe ga, xe số, xe phân khối lớn, đủ các dòng xe để cho các bạn thực hành, thì không có lý gì chúng ta không thành nghề, đúng không ạ? Khi chúng ta đam mê yêu nghề mà có sự quyết tâm và chăm chỉ chịu khó học thì không có lý gì chúng ta không thành nghề. Và tiện đây thì chị Hường đang đứng cạnh một giáo viên là thầy Nguyễn Xuân Định, hiện đang là giảng viên lâu năm của trường dạy nghề Thanh Xuân. Chúng ta sẽ giao lưu và trò chuyện cùng thầy xem là cái chương trình học nghề sửa chữa xe máy thì chúng ta sẽ được học sửa chữa những cái gì, và các cái bạn theo học tại trường dạy nghề Thanh Xuân này thì các bạn có cái tinh thần học tập như thế nào, thì chúng ta sẽ phải trò chuyện cùng với lại thầy Nguyễn Xuân Định nhé. Chị Hương đang đứng cạnh thầy Nguyễn Xuân Định là giảng viên của trường dạy nghề Thanh Xuân. Bây giờ chúng ta sẽ giao lưu và trò chuyện cùng thầy xem là học nghề sửa chữa xe máy tại trường dạy nghề Thanh Xuân sẽ được học những gì và cái chương trình đào tạo như thế nào nhé. Em chào thầy ạ, thầy có thể
Chào tất cả khán giả của trường dạy nghề Thanh Xuân, cũng như là các bạn đang đặt ra câu hỏi thì thầy có sẵn sàng để trả lời cho các bạn không ạ? Nhất trí. Dạ vâng ạ. Thầy lại tự giới thiệu về bản thân mình đi thầy. Tôi là Nguyễn Xuân Định, tôi dạy ở trung tâm hướng nghiệp dạy nghề Thanh Xuân, chuyên ngành sửa chữa xe máy cũng khá lâu rồi. Chắc là cũng nhiều bạn đã là học viên ở đây, tốt nghiệp ra trường ở mọi vùng miền đất nước. Khi xem cái này chắc cũng nhận ra thầy giáo. Dạ. Xin chào. Vâng. Và cái các bạn trẻ hiện nay ấy, thì đang quan tâm đến nghề sửa chữa xe máy rất là đông thầy ạ. Và cái như em đã nói và tư vấn cho các bạn là xe máy là một trong những cái phương tiện tham gia giao thông chủ yếu tại Việt Nam. Và hiện nay thì cái ngành nghề sửa chữa xe máy ấy, thì đang rất là hot, và học cái nghề sửa chữa xe máy thì chắc chắn là không bao giờ lo thất nghiệp đấy, đúng không ạ? Đó. Và các bạn ấy thì ở đường xá xa xôi, các bạn cũng chưa thể về trường, không phải bạn nào cũng có điều kiện để về trường để tham quan và thực tế được ở đây. Thì các bạn muốn hỏi thầy là học nghề sửa chữa xe máy có khó không? Và trong cái chương trình đào tạo nghề sửa chữa xe máy tại trường thầy nghề Thanh Xuân thì được học những gì? Và cái thời gian đào tạo nó như thế nào? Thì thầy có thể chia sẻ cùng với lại tất cả mọi người không ạ? Ở trung tâm hướng nghiệp dạy nghề Thanh Xuân thường thường dạy sửa chữa xe máy với các em tầm khoảng 6 tháng là các em ra, nếu các em là chịu khó có thể làm được và thành công. Còn ở rất là nhiều vùng miền ở đây, rất là nhiều bạn, có bạn ở vùng sâu, vùng xa, rất là nhiều đồng bào của mình, có thể ở Tây Nguyên, có thể ở miền núi phía Bắc. Đến đây rất là nhiều các bạn rất chịu khó, nhiệt tình vào học. Dạ. Tất cả nhiệt tình là sẽ thành công. Dạ. Trong 6 tháng các bạn theo học ở đây thì các bạn sẽ được học những phần nào hả thầy? Các bạn sẽ học được toàn bộ xe máy, từ bổ máy đến làm côn lơi, tất tần tân toàn bộ của máy. Cái gì liên quan xe máy chúng tôi đều dạy và đều hướng dẫn các em cầm tay chỉ việc để các em làm được tốt. Thì ở đây là mình sẽ học cả cái phần xe phân khối lớn này, là phần điện, là phần điện là chủ yếu không thầy? Bởi vì là có rất là nhiều bạn bây giờ các bạn ấy muốn học cái phần nâng cao nữa. Bởi vì là có nhiều bạn nhá, ví dụ như là các bạn học xong ra cấp 3 hoặc cấp 2 ra xong các bạn đi ra các cửa hàng các bạn làm ấy. Thế nhưng phụ ở ngoài cửa hàng các bạn nghĩ rằng là ra đây học các bạn không bị mất tiền. Thế nhưng trên thực tế là ra ngoài cửa hàng các bạn chả học được nhiều đâu, bởi vì là học chỉ gọi là học mốt thế và không được học bài bản như ở trong trường. Thì khi các bạn về các bạn mở được cửa hàng thì để mà các bạn làm và giữ được khách thì rất là khó. Nên là các bạn cũng muốn là đi học, có nhiều bạn là phải học lại từ đầu, hoặc là cũng có nhiều bạn là chỉ học về phần nâng cao thôi. Thì thầy có thể chi tiết hơn là mình sẽ được học những cái dòng xe nào tại đây này, rồi là học theo cái hình thức như thế nào? Nếu trong một khóa học toàn bộ 6 tháng thì chúng tôi có thể dạy các bạn từ xe số cho đến xe ga, hết một hệ thống. Còn nếu các bạn đã biết sơ sơ một chút về xe máy rồi, muốn nâng cao học riêng về FE0, chúng tôi có đầy đủ điều kiện để dạy cho các bạn biết về toàn bộ hệ thống phun xăng điện tử cũng như các ban bệnh của xe FE đời mới bây giờ. Thì thầy cho em hỏi là hiện nay có rất là nhiều người đam mê về nghề sửa chữa xe máy, nhưng cũng có nhiều bạn là chưa học hết cấp 3. Các bạn mới chỉ học hết lớp 9 mà thậm chí là chưa hết lớp 9, mới chỉ có 14, 15 tuổi nhưng các bạn lại không đi học tiếp lên văn hóa nữa, mà các bạn vào đây các bạn học nghề, các bạn muốn đi học nghề luôn. Thì có bị gặp trở ngại gì không ạ? Không có vấn đề gì cả, chỉ cần các bạn chịu khó chúng tôi sẽ dạy dỗ các bạn để lơi đến chốn. Văn hóa thì là có thì là rất tốt, mà không có thì cũng chả sao, chúng tôi vẫn đào tạo được để các bạn làm tốt. Cũng có nhiều bạn ở đây học nói ra nói vào cũng học chưa hết cấp 2, đầu tiên bỡ ngỡ nhưng về sau thì cũng ổn định dần và làm tốt. Thế thì đấy là các bạn còn trẻ. Thế có những cái người nào mà tầm trung niên không ạ, 40, 50 tuổi đi học không ạ? Có rất nhiều luôn, ví dụ đây đằng sau lưng tôi có bạn này, bạn ấy rất nhiều tuổi rồi này, bạn sinh năm 7 mấy nhưng bạn vẫn đi học bình thường. À. Thì cái công tác quản lý ở đây nó có khó không thầy? Vì là em thấy rằng là cứ tuần nào cũng có học sinh vào và cũng có học sinh ra, thì không biết là thầy quản lý học sinh và dạy như thế nào. Khi mà các bạn thắc mắc rằng là tuần này em vào thì em phải học với các bạn học viên cũ, thì thầy quản lý như thế nào ạ? Chúng tôi, bạn nào vào thì chúng tôi đều có chia nhóm hết. Chúng tôi có giáo trình của chúng tôi, tất cả các bạn đều học được từ A đến Z, từ đầu cho đến cuối. Chứ không phải anh vào trước, anh vào sau. Anh vào trước thì anh ra trước, anh vào sau, anh ra sau. Chúng tôi sẽ vẫn dạy cho đầy đủ, chứ không phải là người vào trước, người vào sau. Thế thì là quá là tuyệt vời luôn ạ. Thầy cho em hỏi thêm một câu nữa là sau khi mà các bạn học xong ở đây ra mà các bạn đi làm rồi, các bạn đi làm cũng có nhiều bạn là về mở cửa hàng, cũng có bạn thì được nhà trường giới thiệu việc làm. Nhưng trong quá trình mà các bạn làm, ví dụ như có thể gặp những cái ban bệnh hoặc là những cái dòng xe mà nhà trường không có, thì hoặc là các bạn học những cái ban bệnh các bạn quên, thì các bạn cần hỗ trợ thì thầy có hỗ trợ cho các bạn không ạ? Ở đây chúng tôi trước khi các em ra trường đều có số hotline của thầy giáo. Các em đầu tiên hỏi thăm về sức khỏe và thăm về công việc, về sau nữa là các bạn cần khó những cái gì thì hỏi lại và tôi lại tham mưu lại cho, để các bạn nó xử lý được những tình huống mà các bạn
mới gặp lần đầu hoặc chưa gặp bao giờ chúng tôi đều xử lý được. À, đây thì gọi là hình thức gọi là bảo hành trọn đời đấy thầy nhỉ? Vâng. Đó, vừa nãy thì chúng ta đứng ở ngoài kia là một cái nhóm đấy là các bạn đã học cân vành. Còn cái nhóm này các bạn nhìn thấy chưa ạ? Các bạn nhóm này này và nhóm đi sâu ở bên trong này nữa. Đây, xin mời các bạn. Đây nhá, giáo viên đang cầm tay chỉ việc này hướng dẫn cho các bạn tận tình luôn nhá. Là các bạn đang bổ máy đấy các bạn ạ. Đang bổ máy. Đấy, chúng ta phải học chi tiết. Như vậy thì chúng ta mới có thể ra chúng ta hành nghề và kiếm cơm được của thiên hạ đấy các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn này. Và đến với lại trường dạy nghề Thanh Xuân là đúng là các bạn đến từ mọi miền của Tổ quốc luôn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi là bạn này này. À, em ơi, em cho chị hỏi em đến từ đâu nhỉ? Dạ, em đến từ Yên Bái ạ. À đấy, bạn này là đến từ Yên Bái. Xem bạn này. À, em ơi, em cho chị hỏi em đến từ đâu nhỉ? Em đến từ Lạng Sơn ạ. À, em đến từ Lạng Sơn. Đây chúng ta lại hỏi bạn này nữa. Bạn ơi, bạn cho mình hỏi bạn đến từ đâu nhỉ? Em Sơn La. Các bạn nhìn thấy không ạ? Mỗi bạn một tỉnh, mỗi bạn một quê, có bạn thì ở Đắk Lắk, Đắk Nông, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình. Rất là nhiều các bạn đến từ mọi miền của Tổ quốc, các bạn đã biết đến trường dạy nghề Thanh Xuân để các bạn về đây các bạn học. Vậy không phải tự nhiên các bạn biết được, bởi vì là dạy nghề Thanh Xuân là một trong những trường dạy nghề sửa chữa xe máy uy tín số 1 Hà Nội các bạn nhé. Đó. Vừa giờ chúng ta đã được giao lưu và trò chuyện cùng với lại các bạn học viên đến từ trường dạy nghề Thanh Xuân của khoa sửa chữa xe máy. Chúng ta đã biết là học nghề sửa chữa xe máy được học những gì rồi phải không ạ? Và chị Hường xin nhắc lại là học nghề sửa chữa xe máy ở trường dạy nghề Thanh Xuân, các bạn sẽ học trong thời gian là 6 tháng. Trong 6 tháng này các bạn sẽ được học chuyên sửa chữa từ cơ bản đến chuyên sâu, chuyên xe ga, xe số và xe phân khối lớn các bạn nhé. Chương trình học ở đây là học thực hành chiếm từ 70 đến 80% tổng thời gian khóa học. Giáo viên cầm tay chỉ việc nên mình học đến đâu sẽ hiểu sâu đến đó. Nên các bạn hoàn toàn yên tâm về cái chương trình đào tạo nghề tại trường dạy nghề Thanh Xuân. Và bạn nào mà đang quan tâm đến khóa học nghề sửa chữa xe máy tại dạy nghề Thanh Xuân, các bạn có thể để lại phần bình luận bên dưới để chúng ta cùng trao đổi nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và các bạn muốn học nghề sửa chữa xe máy hãy liên hệ theo số hotline là 0961677445 hoặc là website dạynghethanhxuan.org. Dạy nghề Thanh Xuân chỉ có địa chỉ duy nhất tại số 83 phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video lần này của trường dạy nghề Thanh Xuân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.